Hello, xin chào mọi người quay trở lại với kênh YouTube Thanh Tú Store, kênh chuyên mua bán điện thoại cũ chính hãng giá rẻ các bạn nhé. Hôm nay thì mình tiếp tục lên giới thiệu máy cho bên mình các bạn xem. Thì vẫn như thường lệ là mình sẽ đăng video vào 20 giờ tối hàng tuần. Và đầu video mình sẽ đăng hàng mới về, giữa video mình sẽ đăng những con máy còn, và cuối video mình sẽ đăng những con máy thanh lý. Và các bạn chú ý rằng là mình chỉ quay qua, quay nhanh thôi. Ai muốn xem chi tiết thì nhắn tin cho bên mình qua Zalo, fanpage, bên mình sẽ gửi hình ảnh video cụ thể cho mọi người. Đấy, và một cái thông báo nữa rằng là ngày 19, 20 và 21 là mình sẽ tạm nghỉ. Bên mình vẫn bán hàng nhé, bán hàng nhưng bên mình trả lời nó sẽ không được nhiệt tình. Bên mình chỉ trả lời chắc là một ngày chỉ dành cho một tiếng để trả lời thôi. Vì một nhân viên, một cô em vợ nhà mình đi lấy chồng, nên mình nghỉ 3 ngày. 3 ngày cô nhân viên vừa là nhân viên vừa là em vợ nhé, đi lấy chồng thì mình nghỉ, có nhà có việc. Và những ai đặt hàng những ngày hôm đấy thì các bạn thông cảm, đặt thì vẫn đặt được, nhưng ship thì phải đến ngày 22 thì bên mình mới ship được. Bởi vì ngày 19, 20 là 21 và bên mình nghỉ rồi mọi người nhá. Đấy, thì mọi người rất mong mọi người thông cảm. Và ok, thì mình sẽ cố gắng nhá, mình sẽ cố gắng là ra một số cái video trả lời những cái bình luận của mọi người, những cái comment của mọi người, những cái thắc mắc của mọi người. Một tuần mình sẽ cố gắng ra một clip như vậy. Đấy, những bạn nào hỏi thắc mắc cái gì mình sẽ đọc và mình trả lời trên clip. Mà lúc ý là mình quay trực diện mặt mình nhá. Ok, bây giờ mình sẽ đi vào giới thiệu những con máy mình mới về. Đầu tiên mình nên giới thiệu cho bạn một con iPhone 8 nhỏ nhá. 8 nhỏ. Con này thì tình trạng là hỏng gạt rung, hỏng cái nút gạt rung này. Đấy, gạt rung này không có tác dụng nhá. Đấy, thì thanh lý cho mọi người thôi. Cái gạt rung này các bạn đi thay chỉ mất 200.000 thôi nhá, nó không ảnh hưởng gì đến chất lượng máy. Tuy nhiên mình sẽ giảm cho mọi người còn 3.3 triệu thôi, còn là bình thường sẽ là 3.7 triệu nhé. iPhone 8 màu đỏ 64GB nhé, pin 85%. Ok, một cây Samsung A32, máy zin hình thức 98 nhé, hình thức phẩy 98, Samsung A32, RAM 6, bộ nhớ 128 nhé. Màn mặt trước thì rất là đẹp, thì nói chung mặt trước thì người ta sẽ dùng cường lực. Đấy, còn là mặt sau ấy thì là ốp thì nó hay bị vỏ nhựa không, nó hay bị xước lông mèo lông chuột. Đấy, nó chỉ xước lông mèo lông chuột là do dùng ốp thôi mọi người nhá, nên mọi người cứ yên tâm. Đấy, thì con này mình để cho mọi người với giá là 4 triệu nhá, 4 triệu. Máy thì bao zin, hình thức thì 98%. Đấy, à, 4 triệu 56 bộ nhớ 128 nhé. Và một cây cây gì đây nhỉ, cây Xiaomi, Xiaomi gì này, cây Xiaomi. Con này để cho một người giá rất là rẻ, cấu hình rất là cao nhé. Con này Xiaomi gì đây nhỉ, Xiaomi Mi Mix 2S, RAM 6, bộ nhớ 128. Ui giời, máy thì đẹp, xuất sắc, nhưng mà có một cái bệnh, nó là hỏng cảm biến ánh sáng nhá. Tức là mọi người tưởng tượng là mọi người gọi đưa lên tai, bình thường thì nó sẽ tối màn hình lại, nhưng con này nó không tối. Đấy, máy thì đẹp, xuất sắc luôn, RAM 6, bộ nhớ 128 nhá. Để cho mọi người 2.1 triệu, 2.1 triệu nhá. Đấy, mình mua 1.8 triệu thêm phụ kiện là bán 2.1 triệu nhá. Các bạn chú ý giúp mình là con này bị hỏng cảm biến ánh sáng nhé. À, cái cảm biến đấy gọi là cảm biến tiếp cận. Tiếp theo là một con Redmi. Redmi này đẹp thế nhỉ. Con này giá hấp dẫn lắm mọi người ạ. Con này là con Redmi Note 10 này, RAM 464 này. Úi giời, máy đẹp, máy đẹp long lanh, đẹp như mới luôn các bạn nhé. Redmi Note 10, RAM 464, con này giá rất hấp dẫn luôn. Con này để cho mọi người thì giá là 3.1 triệu nhá. Máy thì đẹp như mới luôn nhá. Ok,
Ok thì hôm nay mình sẽ giới thiệu Android trước. Samsung A51 3.8, RAM 6, bộ nhớ 128. Con này thì tất cả các dòng Android này các bạn, nó đều bị một cái nhược điểm, đó là mặt trước thì rất là đẹp vì lý do người ta dùng cường lực, mặt sau người ta dùng ốp, thì tuy nhiên cái ốp ấy, thì nó bút nắp vào nhiều lần, nó cọ nhiều lần, đâm ra nó bị xước lông mèo lông chuột. Máy thì rất là zin đấy, 3.8 RAM 6, bộ nhớ 128, máy bao zin nhá, mặt trước thì rất là đẹp. Samsung A51 một cây. Hình như anh có con iPhone 5S đúng không, phải không nhỉ? Không. Không. Tiếp theo là con Vivo i23e. Con này cũng đẹp, rất là xuất sắc luôn các bạn nhé. Đẹp như mới. Con này thì 2 RAM, RAM 8GB và RAM 4GB. Bộ nhớ 128 nhé. Máy đẹp thì nói chung là hết lực chấm luôn. Đấy. 5.1 triệu nhé. Vivo i23e. Tiếp theo là mình còn một con. Con này phải con lỗi Bluetooth không nhỉ? Con S15G nhá. Con này thực ra là ít người dùng Bluetooth lắm, nhưng mà bên mình tình trạng như nào vẫn cứ báo. Con này bị lỗi Bluetooth nhá. Thì thanh lý cho mọi người giá 4.9 triệu thôi. S15G RAM 8 bộ nhớ 256 nhá. Hình thức 98. Con này nếu mà đẹp zin bây giờ nó rơi vào tầm 6 triệu đó, 5.9 triệu, 6 triệu. Mỗi Bluetooth mình bán có 4.9 triệu thôi. Tiếp theo có con Samsung. Samsung A52S 5G. Máy đẹp keng 99 nhá. Con này 6.5 triệu. RAM 8 bộ nhớ 128. Con này còn bảo hành của hãng chắc khoảng nửa năm nhá. Máy thì đẹp, còn nguyên siêu viền nhá. Mọi người yên tâm. Đấy. Và bên mình nhá, luôn luôn bán hàng nhá. Bảo hành 1 đổi 1 trong vòng 3 tháng. Có tặng kèm ốp, sạc và cường lực nhá. Nếu bên mình không có ốp thì mong mọi người thông cảm. Có mình sẽ tặng nhá. Tiếp theo là Oppo Reno 6 5G. Oppo Reno 6 5G nhá. Con này này máy quá chất luôn. Quá chất, quá VIP luôn nhá. Oppo Reno 6 5G, con này dùng như iPhone 12 luôn này. Viền vuông đẹp. Con này màn hình 120Hz rồi sao nhá. Để cho mình có 7 triệu thôi. 7 triệu rất là rẻ nhá, rất là rẻ. Máy bao zin hình thức 99. 98 99 nhá. Tiếp theo có một con Samsung A32 nữa. Con này à, phải nhẹ một chút ở góc này. 3.9 triệu nhá. 3.9 triệu, máy bao zin, RAM 6, bộ nhớ 128. 3.9 triệu nhá. Tiếp theo mình có Samsung A52. Samsung A52 mình có 2 con. Samsung A52 mình có 2 con nhá. Đấy. Một con A5 bên đây là mình dán nhầm đấy. Khổ, mấy hôm trước mình, tức là con này là 5.7 triệu. Và con này 5.6 triệu. Khổ, xin lỗi mọi người nhá. Samsung A52 bản RAM 8 bộ nhớ 128. Con màu đen thì rẻ hơn nhá. Đấy. Máy bao zin thì cũng đẹp. Tiếp theo một con A32 nữa, con này của mình giá 4.3 triệu nhá. Đấy. Mặt trước rất đẹp, mặt sau thì có phải lông mèo lông chuột do dùng ốp nhá. Đấy. Đây là cái viền này, nó có cái siêu viền ấy, bóc ra đẹp lắm. Samsung A32 nhá. Máy đẹp bao zin. Tiếp theo mình có con Redmi 10 nhá. Con này 2 RAM, RAM 4GB và RAM 2GB, bộ nhớ 128. Máy đẹp keng 99, 3 triệu, máy đẹp như mới luôn nhá. Không tì vết, 3 triệu. Đấy. Các con Redmi này thì mình không có ốp, các bạn thông cảm nhá. Tiếp theo là con Redmi Note 10 Pro 4.5 triệu nhá. RAM 8, bộ nhớ 128, máy đẹp keng 99 nhá. Tiếp theo là con Oppo F11 RAM 6, bộ nhớ 128 nhá. 2.8 triệu, máy đẹp. Máy đẹp và zin. Có sao có Samsung Note 9 ở đây này. Samsung Note 9 thanh lý này nhá. Con này là 4.5 triệu này. Pin rứt một tí kính lưng đằng sau nhá, thanh lý 4.5 triệu. Đó. 4.5 triệu nhá.
Tiếp theo con A52. Con này 5 triệu 8 nhá. A52 5 triệu 8. Con này còn bảo hành thì tháng 1 nhá. Máy đẹp, bao zin. Samsung A71 5 triệu 1 nhá. Samsung A71 là 5 triệu 1 này, Samsung 8 thì 118 nhá. Samsung A31 mình có 2 cây. Samsung A31 có 2 cây nhá. 3 triệu 6, máy đẹp bao zin nhá. Máy đẹp 9899 bao zin. RAM 6 vừa như 128 nhá. Cái màu đen và cái màu xanh. Oppo Reno 5 5 triệu, máy đẹp 99 bao zin nhá, 5 triệu. RAM 8 vừa như 128. Oppo Reno 6Z 5G. Con này cũng máy đẹp và bao zin nhá. Con này 5 triệu 8 nhá. Oppo Reno 6Z 5G. Realme 8 nhá. Máy đẹp 99. Con này 2 RAM, RAM 8GB và RAM 4GB bộ nhớ 128, giá 5 triệu, máy đẹp 99 nhá. Realme 8. Samsung A21s 2 triệu 6 nhá, máy đẹp 2 triệu 6. Vinsmart Star 5 1 triệu 8 nhá, RAM 332, máy đẹp zin. Vivo i53 RAM 8 bộ nhớ 128 nhá. Con này cũng 2 RAM đấy, RAM 8GB và RAM 4GB đấy. Rất rẻ, 4 triệu 2 thôi nhá. 4 triệu 2. Oppo Reno 6Z 5G, máy còn nguyên hộp nhá. 6 triệu 2, nguyên hộp phụ kiện zin nhá. Đẹp keng 99. Samsung A32 4 triệu 8, con này còn bảo hành đến tháng 3 năm 2023 nhé, tức là còn bảo hành 10 tháng đấy. Máy đẹp keng 99 nhé. Oppo A93 Oppo A93 RAM 8 bộ nhớ 128 nhé. Con này để cho mọi người giá là 3 triệu 9 3 triệu 9 nhé. Oppo A93 3 triệu 9. Tiếp theo là con này, là con Oppo gì nhỉ? Con này là Oppo A73 RAM 6 cộng với con này cũng 2 RAM nhá. RAM 6 và RAM 2 bộ nhớ 128. Thì con này có giá là 3 triệu rưỡi nhá. Vinsmart Vinsmart Active 1 nhá. Em ơi. Con này RAM 464 nhỉ? Con này là chung hai con này đẹp. 2 cây. Thì để cho mọi người giá là 1 triệu 7 một cây nhá. 1 triệu 7 Smartfit 1 1 triệu 7. Bộ nhớ mình kiểm tra sau nhá. Không. Oppo F9 bộ F9 mình lại về đây nhá. Bộ F9 à. Bản này giảm 464 hay sao ấy. Đúng rồi, giảm 464 nhá. Có bộ F9 2.050.000 nhá. Có bộ F9 2.050.000. Có bộ F7. Có bộ F7 thì rẻ hơn 50.000 là 2 triệu nhá.
Oppo F7 không gian 464 nhá. Samsung Note 9 bản Nhật, máy đẹp keng 99 nhá. Samsung Note 9 bản Nhật. Nói chung máy đẹp không tì vết. Con này nhiều video mình đã giới thiệu rồi. Con này thì không phải bàn nhiều, đẹp như mới nhá. Bạn nhìn chân sạc này. Đấy, đẹp như mới. Bản Nhật dùng chip Snapdragon 845. 4.950.000 nhá. Thanh lý mọi người con Note 9 4.500.000. Sứt một tí ở màn hình này. Sứt một tí màn hình này nhá. Đấy, 4.500.000 bản Hàn. Còn con này bản Hàn không sứt thì là 4.900.000 nhá. Đấy. K30 5G RAM 664 3.900.000 nhá. Máy đẹp 3.900.000. Samsung Z8 RAM 3 của nhà 32 1.900.000 nhá. Samsung A11 2.1 nhá. Máy đẹp zin. Hôm nay là video cuối cùng của ấy thì các bạn thông cảm mình sẽ quay nhanh nhá. Oppo A1K 1.4 nhá. Máy zin thì cũng phải. Samsung A10s 1.900.000 nhá, RAM 3 của nhà 32. Redmi Note 7 vỏ phẩy 1.700.000 nhá. À, mình vừa mua được con này, vừa mua được xong. Máy đẹp. RAM 3 bộ nhớ 32. Để RAM 3 của 32 nhá. Để cho mọi người con Oppo A12 1.800.000 nhá. Con VinSmart. Smart này. Rồi. Con này thì VinSmart Joy 3 nhá. Bỏ 6, thanh lý ở người 900. Mi 5 Plus 1.800.000 nhá, RAM 464, máy đẹp. Z4 cộng 1.300.000 nhá. B3 900. Đây là con Mi 6A 1.200.000 nhá. Ok, giờ mình sẽ giới thiệu sang iPhone 12 Pro Max, pin 90%, máy Mami đẹp keng 99, 256GB, 21.500.000, máy mình đang dùng. Và đây là kênh YouTube của mình. Những ai xem video mà chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Đấy, kênh YouTube của mình đây. Là kênh Thanh Thú Store nhé. Đây, lại kênh Thanh Thú Store nhé. Ok. Tiếp theo là cây 12 Pro Max 128GB Mami pin 91 nhá. 18.900.000, hình thức 98. Máy bao zin nhá. Hình thức 98. Tiếp theo một con 12 nữa. 12 bản GA 11.900.000, pin 88%, máy đẹp keng 99 nhá. Mình đọc qua đọc nhanh thôi. Muốn xem chi tiết thì cứ nhắn tin cho mình. XS Max 64GB màu đen 8.3 màu trắng và màu gold là 8.500.000. 206GB màu đen có giá là 9.000.000, màu trắng màu gold có giá là 9.300.000. Và trong đó mình có cây này, một cây này giá là 8.900.000, 64GB thôi, nhưng con này đẹp, nó là rất là đẹp luôn. Con này người dùng rất là kỹ nhá, họ bọc trước bọc sau kín bưng luôn, bóc ra thì đẹp, đẹp long lanh luôn. Và nó là bản ZA sim vật lý nhá, hai sim vật lý pin 86%. Con này là đắt nhá. 11 Pro Max 12.200.000, 64GB. Mã Mỹ pin 81, máy bao zin nhá, hình thức 98. 11 Pro Max. Con này này, con này là có 11.500.000 thôi. Con này thì màn zin nhưng mà màn thay rồi. Tức là máy zin chưa sửa chữa này, màn cũng là màn zin nhưng mà thay màn zin khác vào nhá. Đấy, 11.500.000.
Đấy, 11 triệu 500 nhá. Bóc ra là đẹp này. Đấy. Đây là thay màn zin khác mà các bạn nhá. 11 triệu 500. Tiếp theo là 11 Pro Max bản VN, 12 triệu 864 GB pin 89%. 11 Pro Max 64 GB 13 triệu 200 pin 83%. 11 Pro Max 13 triệu 800 pin 88%, 64 GB nhá. Và cuối cùng là con này, con 11 Pro Max pin 87%, 13 triệu 264 GB, máy đẹp bao zin. Tiếp theo là đến được 11. Con này là 11 118 GB, pin 88%, mã Mỹ nhá, 118 GB. Thì con này có giá là 9,7 triệu. Pin 88 ở máy Mỹ nhá. Mày quát anh em, mày dọa anh em nói to thế. Đấy mày lại nói kiểu mày âm àm ồ Tú ơi, Tú ơi nào. Tú bé quay mặt ra. Phê đi nhận nhau à? Không thì bị em dốc đấy. Thật líu lưỡi rồi. Con gì? 8,3 triệu. iPhone 7. iPhone 6. 6 mà lút. 8,3 cái. Nó hỏng hỏng vân tay nữa đúng không? Không, không có hỏng thế nào luôn. 8,2 triệu. Ừ, thôi được rồi, cảm cho. Rồi hôm nay say rượu cho mất máy luôn. Ờ. Chú đồng ý rồi. 11 nhá. 8,6 triệu, 64 GB, hình thức 98 nhá, máy bao zin. 11 con này cũng 9,7 triệu nhá, 108 GB bản Nga. Đấy, máy đẹp keng 99 bao zin nhá. Em ơi. Máy đẹp keng 99 nhá, bao zin. Con này mình về nhiều 118 các bạn ạ. Con này cũng là Ma Mỹ 108 GB pin 87 nhưng con này 9,6 triệu thôi, vì là màu tím này rẻ hơn màu trắng nhá. 9,6 triệu. 118 GB. Pin 87%, máy bao zin hết nhá. Con này cũng 8,6 triệu này. Có con này là pin 90, Ma Mỹ thì là 8,8 triệu nhá. 8,8 triệu. Và con này là bản VN này. Bản VN nhá, còn bảo hành. 256 GB, pin 93%, 11,5 triệu. Dành cho khách siêu siêu khó tính nhá. Đấy, con này nói chung là đẹp hết nước chấm luôn mọi người ạ. Sở đẹp còn là móc mắt luôn nhá. 11,5 triệu, 256 GB bản VN, pin 93% nhá, còn bảo hành. Con này là 9 triệu nhá, bản VN, 64 GB, pin 92%, máy đọc keng 99 nhá. Đấy. Một cây iPhone XS 256 GB 7 triệu nhá. 256 GB 7 triệu. XS 64 GB màu đen. Còn 2 cây à? 6,4 triệu nhá. Còn 3 cây 6,4 triệu. 6,4 triệu nhá, XS màu đen. Còn iPhone X 64 GB nhá. 64 GB thì là 5,5 triệu nhá. X 64 GB 5,5 triệu. Còn XR đây. Bây giờ thì mình đọc qua như thế này. Thì hôm rồi mình vừa thêm về mấy mẫu nhá. XR64GB mã Mỹ. XR64GB mã Mỹ. Hình thức 97%, hình thức 97%, pin 8X thì là 5,5 triệu, pin 9X thì 5,7 triệu. Còn 64GB mã Mỹ mà hình thức 98%, pin 8X là 5,7 triệu và pin 9X là 5,9 triệu nhá. Tất cả đều mã Mỹ và tất nhiên là máy quốc tế rồi nhá. Sẽ bảo hành quốc tế trọn đời cho mọi người. Con thanh lý, tính thanh lý. 6S 16GB 8, 32GB 9 và 64GB là 2 triệu nhá. 7G, hôm nay mình quên ông 7G. 7G hàng đẹp tên mình đang bán 23 nhá.
5S 32GB 2 triệu nhá. 7 Plus 3 triệu rưỡi, một con 3 triệu 6 nhá. Hình thức một con chung hình thức là 6 nhá, 32GB. Một con 8 Plus 256GB vớt kính lưng đằng sau 4 triệu 8 nhá. 256GB đấy, con này rẻ được 1 triệu. Đấy, còn giờ là máy thanh lý đấy. 11 Pro Max 9 triệu 2 màn linh kiện nhá. Đấy, máy bao zin trừ cái màn. Bao zin trừ cái màn nhá. Màn linh kiện. Nhiều bạn cứ thắc mắc là bao zin thì trừ màn, thế bây giờ thì cái màn nó không zin thì mình còn mọi thứ đều zin thì mình phải nói là bao zin trừ cái màn. Chả nhẽ bây giờ mình đọc là 11 Pro Max nhá, vỏ zin này, pin zin này, men zin này, cam zin này, tai nghe zin này, chân sạc zin này. Đọc thế à? Xong là màn không zin à? Đọc bao zin trừ màn nó đọc nhanh gọn nhẹ dễ hiểu. Mình chẳng hiểu sao mọi người như thế cũng vặn được thì không hiểu là mọi người vặn cái kiểu gì. Một con XN Max nhá, full chức năng, 6 triệu 7 màn linh kiện nhá, 64GB. Con này cũng thế, màn linh kiện 206GB, 7 triệu 3 nhá, cũng full chức năng, 7 triệu 3 nhá. Một con XN Max con này cũng 7 triệu 3, 64GB. Con này vỡ kính lưng nhá, vỡ kính lưng, vỡ kính lưng 7 triệu 3. Một con XN Max đã thay lưng rồi, thay lưng đằng sau rồi nhá, 7 triệu rưỡi, 64GB. Và một con 6S Plus. Con này có mình mua của một anh Bắc Giang này. Anh xuống đây mua con 11 Pro Max của mình và anh bán lại con này cho mình. Để cho mọi người với giá là 1 triệu 7 nhá. Mình mua 1 triệu rưỡi, bán 1 triệu 7 có thêm phụ kiện. Được 100.000 con này thôi nhá. Hỏng vân tay nhá. Ok, thì cảm ơn. À đây còn một con iPad này. Mua được một con iPad này nữa này. iPad M1 bản Wi-Fi nhá. Con này à, để cho mọi người 2 triệu rưỡi nhá. 2 triệu rưỡi, iPad M1 2 triệu rưỡi nhá. Duy nhất một cây thôi. 2 triệu rưỡi nhá. Ok, cảm ơn mọi người đã xem hết video. Mọi người đừng quên bấm like và đăng ký kênh của mình. Và mọi người chú ý giúp mình rằng là nhá, 19, 20 và 21 thì mình nghỉ. Một lần nữa này, mình nghỉ do nhân viên cũng là em vợ mình luôn lấy chồng đi chống lầy mọi người ạ. Thì mình sẽ nghỉ, mọi người vẫn đặt được hàng. Tuy nhiên mọi người đặt hàng thì phải đến tận ngày 22 mình mới gửi, cho nên là sẽ lâu hơn bình thường một chút. Thì mong mọi người thông cảm nhá. Ok, xin chào và hẹn gặp lại mọi người nhá.